Ngày mùng 5 tháng 6 năm 2017. Hôm nay chúng em được tham gia trồng cây. Em rất thích hoạt động này. Em đã tự tay ươm cho mình những hạt mầm trong chiếc cốc nhỏ. Em được cùng các bạn tham gia khóa học kỹ năng sống. Buổi học giúp em cảm thấy tự tin hơn, làm việc nhóm tốt hơn. Sau đó, em đã tham gia lớp học đánh cầu lông. Em được cô giáo hướng dẫn động tác phòng thủ, động tác đánh. Cô nhắc em chỉnh lại cổ tay để đánh cầu tốt hơn. Em hy vọng ngày mai em sẽ được tham gia nhiều hoạt động bổ ích hơn.